Quá hợp lý, sở hữu ngay một chiếc xe kinh doanh khởi nghiệp chở gà chở vịt. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Đạt Xe Tải. Đây cũng đã rất là lâu rồi và cũng dường như nói luôn là từ khi làm nghề xe tới giờ, bây giờ mới review được một chiếc xe Kia K 2007, hàng chuyên dụng để chở gà, chở vịt, và trên đăng kiểm là bản quyền thùng như thế này luôn quý vị nhá. Với mẫu xe như thế này, chúng ta sẽ không mất công, không mất tiền, không mất chi phí để thiết kế thùng, không mất tiền, không mất thời gian để làm bản quyền, để làm được một cái thùng như thế này để chở hàng hóa như là chở gà, chở vịt nó phù hợp hơn. Và tất nhiên rồi, tuy thùng như thế này phù hợp với công việc, nhưng cabin, nội thất, chassis, khung gầm nó vẫn giữ nguyên đặc tính êm ái nhẹ nhàng của dòng Kia K 2007. Và ngày hôm nay sẽ review với tất cả quý vị và các bạn dòng xe Kia K 2007 đời 2011, dòng xe chuyên dụng để chở gà. Và chiếc xe này có những điểm gì để chúng ta lựa chọn? Thì đây, điều đầu tiên chúng ta xét cái phần thân vỏ trước. Phần thân vỏ gồm cabin và phần thùng. Phần thùng tôi sẽ nói về sau, bây giờ tôi xét về phần cabin. Với một cái chiếc xe đời 2011, chúng ta kiểm tra vẫn những thứ tự đơn giản thôi, từ phần cabo, từ rằng trước cho tới kính lái, cho đến cột kèo, keo chỉ và nội thất bên trong. Thì bây giờ chúng ta lật cấp cabo lên. Với một mẫu xe như thế này thì thường nhiều người ta bảo là, người ta đi xe ấy, đi xem xe ấy, nhiều người ta bảo là sơn lại hết rồi. Thì cái yếu tố sơn lại nó có đáng giá, đáng đồng tiền bát gạo và đáng để định giá một chiếc xe hay không? Thì xin thưa với tất cả quý vị và các bạn này, tiền nào thì phải lấy thôi. Đời cao thì tất nhiên là sẽ đẹp mướt mát, và có những xe tôi phân khúc như thế này: xe xấu, xe lỗi, xe đẹp xuất sắc và xe đẹp kinh khủng khiếp. Đấy, thì ở đây là một chiếc xe mà đẹp hơn rất là nhiều so với đời. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi chia sẻ cái điều này không phải chỉ để khen xe tôi. Đúng rồi, con hát thì mẹ khen hay, xe tôi đẹp tôi khen là chuyện bình thường. Tuy nhiên là một cái điều quan trọng hơn là tôi nói điều này để quý vị và các bạn dễ dàng để định giá một chiếc xe, dễ dàng để mà mua. Không mua của mình cũng được, mua của người khác cũng được, miễn làm sao quý vị chọn được một xe nó tốt, phù hợp với giá tiền, tiền nào phải lấy là được. Thì ở đây, khi tôi lắp cabo lên này, nó có sách mách có chứng luôn. Thì với một cái chiếc xe mà để gọi đánh giá là một chiếc xe đẹp thôi, gọi là đều xe thôi, không phải xe lỗi cũng không phải xe xấu, thì tức là một chiếc xe mà nó không bị cấn đụng. Cấn đụng nhìn thế nào để mà người không chuyên cũng biết được. Chúng ta lật lắp cabo, chúng ta ngó một góc 45 độ ở bên dưới lên, thì những cái phần dưới này nó không có hề có bị móp méo. Những cái đường gân này dường như nếu mà cabo bị đâm va, đúng không, người ta sẽ làm ở mặt trên thôi, còn mặt dưới thì thợ nào làm thế, người ta chỉ làm cái đẹp bề ngoài thôi, ở trong ảnh hưởng gì, làm gì làm tỉ mỉ đến thế, đúng không? Cho nên là cái phần này rất dễ phát hiện ra này, nếu nó bị móp méo mà xe dịch mà đã sơn lại hay bả ma tít rồi, chúng ta dễ dàng phát hiện. Tất nhiên phần cabo nó chỉ là một phần, nó cũng trừ đâu đó khoảng 1 triệu, 2 triệu là cùng lắm. Nhưng nếu những chiếc xe mà đã bị đâm vào phần cabo và đụng đến cả phần răng đầu này thì thực sự là đáng để suy xét có lên mua hay không. Còn như chiếc xe này, thứ nhất là cabo nó còn zin, thứ hai là tất cả phần răng này, tất cả phần răng trước này, tất cả phần răng trong này, và chỉ phần răng trong này, đinh bấm này nó vẫn còn nguyên, và tất cả những khóa cửa này nó vẫn còn nguyên vẹn và ngay ngắn, cả hai bên lái và phụ nó cân đối với nhau, thì đó là một chiếc xe nó không đâm va. Và hơn nữa, đây là một chiếc xe mà đèn nguyên bản nó còn nguyên zin nhá, đèn nguyên bản còn nguyên zin. Tại sao tôi nói là nguyên zin? Những cái chiếc xe đẹp tôi thường đả động tới những yếu tố nhỏ nhỏ này, còn những chiếc xe mà bình thường đời sâu sâu quá thì thôi, chẳng nói làm gì, tại vì nó là xe cũ mà. Đây, đèn zin thì cái pha đèn nó sáng và trong hơn, và đèn zin khi bạn nó mờ mờ như này, bạn hoàn toàn có thể đánh xúc rửa nó sáng như mới luôn. Và đèn zin, cái tâm đèn này bao giờ nó cũng chìm ở trong chứ nó không hiện như đèn lô, thì nó sẽ có gờ ở bên ngoài. Đấy. Và nhìn ở đây, lật cái lắp cabo lên, chúng ta nhìn ở đây là điều hòa này thì dàn lóng và điều hòa tôi vừa mới lắp. Đấy, lắp mới luôn. Và bảo hành 1 năm cho quý vị và các bạn luôn. Như chiếc xe này thì đã được sơn lại khá là nhiều rồi. Tuy nhiên, cái yếu tố mà về nguyên bản đây. Đây. Đấy. Hầu hết là phần cái bả, cái lượng bả nó rất là mỏng luôn.
rất là mỏng luôn, và dường như là chúng ta chỉ nghe thấy tiếng tôn thôi, thì đó đánh giá là một chiếc xe mà nó còn tương đối là nguyên bản về mặt kết cấu xe đó. Hơn thế nữa, khi chúng ta xem đến phần ca lăng ok rồi, chúng ta kiểm tra tiếp theo là phần các cánh cửa và cột kèo. Phần cánh cửa này nó còn nguyên bản, tức là một cánh cửa mà đầu tiên này, tất cả mã kính nó còn nguyên này, đời 2011. Và tất cả những cái phần chỉ cửa này, từ ở bên trên cho đến là diềm cửa này, cái keo chỉ này vẫn còn nguyên zin. Đấy. Tất cả khi mà chúng ta xem chỉ cửa, tất nhiên rồi, một cách logic, nếu mà chỉ cửa này mà bị mất thì chúng ta sẽ xem đến cái phần, đó là phần cột. Ui, chắc tê nhỉ, ui rồi. Phần cột, thì nó có những cái đường đinh bấm này, nó thể hiện là một chiếc xe nó còn đẹp hay không. Đấy, nó đã bị va chạm hay chưa. Những chiếc xe mà bị va chạm cánh này, hoặc là bị xô từ phần đầu này vào, thì những phần đinh bấm này nó sẽ bị đùn vào, và những phần khớp lối này nó sẽ bị đẩy vào. Khi đẩy vào thì họ phải lắn ra, kéo ra thì họ phải bả ba tít. Và những cái phần đinh bấm này nó sẽ bị rộp ra, và họ phải sơn lại và bả ba tít vào, họ phải cắn lại thì nó sẽ không được mướt, và nó rất là sắc, chứ nó không được nguyên bản, và nó không đều nhau được như thế này. Và một cách đơn giản để xem rằng một chiếc xe nó đinh bấm này là giả hay là thật, thì bạn sẽ cân đối giữa bên trái và bên phải, bên lái và bên phụ nó giống nhau hay không. Thì đấy là cách xem dễ dàng nhất, là đối chiếu và so sánh. Đó. Một chiếc xe đâm va, người ta cứ bảo là thợ làm được hết. Tuy nhiên là nếu mà làm được hết ấy, thì người ta sẽ có lời rất nhiều, và ai cũng đi làm nghề xe. Và chả tội gì người ta mua những chiếc xe đẹp để bán mà nó kiếm được lợi ích cả. Cứ mua xe lỗi, xe xấu và buôn cho nó có nhanh giàu, đúng không ạ? Cho nên là cái gì cũng có sơ hở của nó. Zin thì biết là zin hay không, và nhờ một cái số mẹo đơn giản thôi. Tôi tin chắc là bạn chỉ cần xem đi xem lại clip này khoảng 2-3 lần, kết hợp với lại đi ngó nghiêng xem khoảng vài ba salon để tham khảo. Nếu mà chưa biết nhiều thông tin, chưa tiếp cận nhiều về xe, là bạn hoàn toàn có thể tự tin lựa chọn cho mình được một chiếc xe mà nó không lỗi, không đâm va. Thế là ổn rồi. Tôi chỉ mong muốn như vậy thôi. Bên phụ cũng xem như vậy nhá. Bên phụ cũng xem như vậy, và xem luôn tất cả những cái phần cột mà nó thường, những chiếc xe mà cột nó nguyên là những cái phần ở cạnh phần máng mưa này, nó có phần ghép lối giữa phần cột và phần lóc này, nó còn nguyên cái phần keo này, thì đó là một xe nó còn nguyên. Đấy, đấy, đó là cái phần mà cabin. Còn khi tôi lật cabin lên thì ở bên dưới nó là khối động cơ. Những chiếc xe từ đời 2005, giữa 2005 thì cái dòng K2007 này thì nó lên cabin lật rồi, nó rất là tiện, chứ nó không như những cái đời sâu khác là cabin nó ở dưới ghế thì nó khó xem hơn. Thì ở đây cabin nó rất là nhẹ nhàng. Đấy. Đấy, với cái dòng K2007 này, khi chúng ta lật cabin lên, điều đầu tiên chúng ta không phải nhìn vào máy, và chúng ta nhìn vào tất cả phần càn chữ A này nó còn nguyên vẹn hay không. Tại vì những cái chiếc xe này ấy, nếu mà người ta mua về mà chở khoảng tầm 3 tấn, 4 tấn, 5 tấn mà đi đường đèo thường thì nó sẽ bị gãy càng A, hoặc là gãy thậm chí cả chassis luôn. Như chiếc xe này thì đây, các bạn có thể thấy rằng nó còn nguyên bản, và tất cả các hai cái bánh này nó không có hiện tượng là bai bánh ta. Đấy, nốp còn tương đối mới nhá. Và đây dàn lóng tôi cũng vừa thay mới, điều hòa lắp mới luôn. Và tất cả máy móc còn khô, khô ráo, sạch sẽ, cũng chưa dọn dẹp gì cả. Đấy. Máy còn zin luôn đấy. Nhưng mà quan trọng nữa là máy còn tốt. Tôi khởi động cho bạn xem nhá. Nghe cái tiếng gáy, nó khỏe là chúng ta sẽ biết được rằng cái động cơ nó còn ổn định hay không. Sẽ được trang bị điều hòa. Bây giờ tôi tắt điều hòa, tôi lộ cho bạn dễ nghe này. Đấy, dòng xe này là phải sấy các bạn nhé. Khi trời tiết lạnh ấy, là bạn phải sấy khoảng 2 lần. Đấy. Đấy. Đây, nghe tiếng gáy, nghe cái tiếng máy thôi, không hề có một cái tiếng sắt nào cả. Và khi là chúng ta ga lên này, nghe tiếng máy nó rất là êm tai và rất là in luôn. Đấy, thì là mỗi chiếc xe mà tôi đánh giá đây là một chiếc xe mà máy nó còn rất là tốt, rất là khỏe luôn. Và một chút nữa tôi sẽ trải nghiệm cùng các bạn đi vào một cái cung đường mà tôi hay test xe, nó hơi gồ ghề một chút. Mà cũng lâu lâu rồi tôi chưa test xe vào cung đường đấy, không biết là bây giờ cái đường đấy nó có xấu hơn không. Tại vì là trời dạo này là mưa bão khá là nhiều. Đấy. Tiếp theo đến phần thùng này. Phần thùng đây,
Thì nói thêm nữa là phần thùng này chủ nhân trước người ta chở gà và họ cũng thiết kế tất cả sàn lốc dễ dàng mà rửa ráy sạch sẽ rồi. Và tất cả khung sơn này cũng đã được sơn mạ hết rồi, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta mua về rửa ráy nó dễ. Tại vì cái phân gà ra thì nó sẽ có muối đấy, và nó ăn mòn, nếu mà không có sàn như thế này thì nó rất là dễ bị mọt mẹt ở bên dưới. Và phần sàn sóng như thế nào ạ? Sàn sóng anh em nhìn này, ở đây thì sàn sóng nó còn dường như là phẳng đét luôn, và không cần phải suy nghĩ và làm thêm một cái gì cả. Đó, hệ thống thoát nước này, hệ thống thoát nước này, dàn lốp mới cả dàn, dàn lốp mới cả dàn, đèn đói đóm xi nhang đầy đủ và lốp sơ cua dự phòng các thứ đầy đủ hết. Nhìn chung là một chiếc xe khá là tương đối ổn định. Bây giờ sẽ đến cái phần đó là test xe vào một cái cung đường nó khó đi một chút, xem cái độ lái nó như thế nào các bạn nhé. Chúng ta cùng theo mình. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bật điều hòa lên một chút nữa. Chiếc xe này vừa mới về cho lên về thì về cũng khá được một tuần rồi, nhưng mà hôm nay thì thực ra là nhiều xe quá, hôm nay mình mới đánh ra rửa và mình mới đánh ra quay chi tiết. Thì đây kính một chút nữa mình sẽ dán lại kính này, nó kính phim ấy, dán lại phim thì nó sẽ ok đẹp hơn. Đó, ấy trời ơi, đây là mình đã đi ra khỏi bãi. Lâu rồi chưa có một cái trải nghiệm thực tế nào, giờ phút này nó khá đông. Hôm nay sẽ đi thử xe, test thử xe cho tất cả quý vị đó. Bây giờ là đường bằng đúng không? Đấy. Thực ra khi chúng ta di chuyển, khi chúng ta lái thử cái này, chúng ta đã biết được phần tầm 70-80% chiếc xe này có đáng để lựa chọn hay không rồi. Tại vì khi chúng ta lựa chọn về thân vỏ này, test về máy này, và khi chúng ta di chuyển chúng ta test về cả số nữa, tất cả cảm giác lái và tất cả hệ thống trung tâm giải trí, điều hòa, tất cả hệ thống lái phía trước thì và tất cả hệ thống gương luôn, thì dường như là chúng ta biết được tầm 80-90% rồi, dù là xe chưa có hàng về chúng ta trải nghiệm mà thôi. Đấy, thì khi chúng ta lái xe như thế này ấy, thường những chiếc xe mà chở gà như thế này thì đi nó rất là lật, đi nó sẽ rất là lật sạch luôn. Đấy, tại vì là đằng sau là nó không có cái hệ thống tôn, không có hệ thống tôn ốp, cho nên là nếu mà là một chiếc xe mà người ta không bôi keo cẩn thận nào, đi nó rất là lạch cạch và nghe tiếng rất là khó chịu. Như chiếc xe này thì dường như là chủ trước họ cũng rất là cẩn thận rồi. Khi đi cái này các bạn có thể nghe thấy không, tôi đang mở cửa nhá, mà dường như ngoài tiếng xe cộ ra cũng chả thấy một tiếng gì khác cả. Thì ở đây nó gọi là cầu răng tiên. Và nếu quý vị và các bạn mà có xe rồi thì quý vị và các bạn nếu mà tiện qua Thái Nguyên ấy, cứ ghé qua, nếu mà qua đoạn cầu răng tiên như này hoặc ngã ba Bờ Đậu thì cứ qua mình ới mình, thì anh em mình giao lưu nhỉ. Đấy, một chút nữa chúng ta sẽ đến một cái cung đường mà ngày xưa ở xưa tôi hay test xe rồi. Đó, lâu lắm rồi chưa test xe ở đây, rất là nhiều đá răm luôn, lái rất là mịn. Và khi mà chúng ta lái những cái dòng xe Kia như này nói chung ấy, thì dường như cảm giác lái chúng ta không cần phải quá mệt mỏi luôn, nó có trợ lực dầu rồi. Đây, đi nó êm lắm, nó không như là K3000. Đây nhìn rất là nhiều ổ gà nhá. Đấy, các bạn có thể thấy không, nó vẫn có sự rung lắc nhưng mà dường như là nó êm, cái độ cái những cái phuộc nhún của nó rất là êm luôn. Và bác chủ trước đã trang bị một cái gương nó to bản hơn rất là nhiều, dễ nhìn. Gương này như kiểu của con Olin ấy. Thì như về mới lắp thì to, đây rất nhiều ổ gà luôn, mà dường như là chúng ta rất là nhàn luôn, bạn nhìn thấy tôi rất là nhàn luôn, nhàn tênh luôn. Đấy, vào cua này, công trường đang thi công 5 km nữa
Đó. Tốc độ thì dường như là những chiếc xe này chúng ta hoàn toàn nếu mà test trên cao tốc thì lái được tầm 80-90 bình thường. Ui dồi ôi, ngày hôm nay lại được test xe anh em ạ. Ui xôi. Đó. Thôi có lẽ là chúng ta sẽ dừng cái công cuộc test xe ở đây nhá. Đấy. Thì đó là video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về cái dòng xe chuyên dụng để chở gà Kia K 2700 đời 2011. Và nếu quý vị và các bạn đang tìm kiếm một mẫu xe như thế này, hãy cứ alo cho mình qua số điện thoại hiện trên màn hình. Mình tư vấn là hoàn toàn miễn phí trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng cho tới lúc 12 giờ trưa và từ lúc 2 giờ chiều cho tới lúc 7 giờ tối. Và rất là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể theo dõi những video tiếp theo của tôi vào ngày mai ở trên tất cả các kênh như là YouTube, Zalo, TikTok hay là fanpage của Đạt Xe Tải. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn tự mình, tự tin, tự cho mua được một chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào.